Thank you.
những hằng mong. Mối hiểm xưa vẫn chưa dấu sạch, thế cho nên tội Chúa anh em chẳng chung tin tức gì không con? Thưa tướng công, từ quan hải con vội vã về đây, có mật thư này trình tướng công được rõ. Trời Nam biển Bắc. Giá tượng, dạ. Ta nhờ con ra bãi tập binh, mời các vương tử về đây cho ta. Xin tuân lệnh. Vậy là đúng như ta dự đoán, đường tiến quân của lũ giặc xâm lăng, chúng sẽ chia làm ba đạo tiến sang, hòng tiêu diệt quân Trần trong chớp nhoáng. Dạ thưa cha, chúng con đã tới hầu. Quốc Nguyễn, Quốc Tạm, dạ. Hai con lại đây. Các dạ bạn, thưa cha. Đất nước sắp chìm trong binh lửa. Dạ thưa cha. Cha vừa nhận được tin mật báo thoát hoan, đem 50 vạn quân ồ ạt kéo sang, hồng trả mối hận thù 26 năm về trước. Các con, dạ. Trận chiến này sẽ gây go quyết liệt. Cha con ta tránh sao được kẻ mất người còn. Cha. Các con, bây giờ các con hãy thay cha giữ yên vạn kiếp, để cho cha về Thăng Long bàn kế giết thù. Sao? Cha về Thăng Long ư? Phải. Không nên đâu cha. Thưa cha, được vua và triều đình đã định, cha Lai Kinh phải có chiếu triệu hồi. Nay cha về triều không có chiếu, có lẽ tránh sao khỏi những điều dị nghị đó thưa cha. Thưa cha, ta biết lắm, nhưng đất nước đang trong cơn nguy khốn, cha ở đây như lửa đốt lòng. Vả lại các con có còn nhớ không, trước hội nghị Bình Than, cha con ta đã thề trước núi sông, nguyên một giả giữ non sông Đại Việt. Cha, vậy mà vẫn có những lời đàn tiếu, cha chiêu huynh chờ dịp đoạt ngai vàng đó thưa cha. Dạ đúng đó cha. Cha, ai nói vậy con? Thưa cha, chính chiêu quốc vương Trần Ích Tắc. Trần Ích Tắc à? Cha. Các con à? Dạ. Trần tộc ta xưa chót làm rơi bát nước, cha cố vớt lên nhưng vớt mãi chẳng đầy. Cha, dạ thưa cha, con xin cha nghĩ lại. Nếu không có chiêu triệu hồi thời, xin cha đừng tới Thăng Long. Dạ thưa cha, phải. Không. Thank you.
家为了父老恩难过人之人为得为啥不家登拜都嫌莫冤家难生等男儿为得教晓中登吃茶莫舔共鸡果都干那东南夜中着中美大定吃两龙牛吞东北大地包哎家干家去蛇船家为唐龙哥你唱家家为民族富干多累正最干地着了封印密碎地封得招来恨家干呀家cha đợi chờ kế sách dạ ngọc hoa con dạ con hãy theo cha về Thăng Long gấp gấp đi con dạ vâng ạ thưa cha cha ơi đây chiếc gậy kỷ vật của ông con xin cha mang theo để phòng khi bất chắc cha ơi đường Thăng Long cũng nhiều gần lắm tháng lúc khó khăn cha có bạn đường trường cha ơi sân sầu còn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
đứng lên, các con à, lòng cha sáng tươi sau trời, đêm ngày lo nước giữ đời, nghĩa nhân. Cuộc chọi gà đương đổ mê say, chẳng ai có điều chi làm quan gia bật ý à? Triều quốc vương, dạ, có sứ nhà Nguyên đang nghênh ngang tiến vào điện thánh, chúng coi thường luật lệ ban giao à? Tâu quan gia, sứ nhà Nguyên đã vào điện thánh, hẳn có điều hệ trọng chi đây? Thần xin thay mặt quan gia để tiếp nghênh Nguyên sứ à? Xin chào vương sứ, mời vương sứ ngồi cung nữ. Thôi, người khác không thích trò múa hát mà thích kiếm công giữa bãi, xa trường. Đói uống sữa ngựa, vui thích bắn cung, thích dạo chơi trên khắp các chốn kinh thành và xem các đế vương chói mình, chiêu tôi. Thưa ngài, hôm nay ngài sang đây có việc gì, xin cho biết. Ta tới đây vâng lệnh Nguyên triều, các ngươi quỳ xuống lễ thánh chỉ. Không, lễ ban giao xưa nay đã định, đức vua tiếp chiếu không phải phục quỳ. Các ngươi hãy nghe đây. Nguyên triều thái tử quyền chấn Nam Vương báo cho trần chúa chịu mệnh thiên hoàng, nay 50 vạn quân ta ào ạt kéo sang, khá trói mình tới ải quan đón đại, đem ấn quốc dâng cho bản soái chịu quy hàng sẽ được toàn tinh, bằng không sấm sét kinh hoàng sẽ tan Đại Việt. Nay báo cho để biết, các người khá liệu toan, hẹn đúng nửa tuần trăng hãy trói mình lên ải quan đón đợi. Non sông này ông cha ta gây dựng, có lẽ nào lại dâng cho lũ giặc xâm lăng? Còn đâu hào khí thủ Nguyên Phong, hỏi ngựa đã rung vòm êm lặng tiếng. Các chú ơi, liệu ta có đánh được hay không mà? Quan gia cứ yên lòng. Thưa quan gia, thế giặc lần này rất mạnh, chúng muốn qua đi nỗi nhục thủ Nguyên Phong. Vậy còn quân ta? Quân ta lực mỏng nên phải giải ra bốn phía để bố phòng. Ở Thăng Long chỉ còn 3 vạn quân binh mà thôi. 3 vạn quân binh? Nếu chỉ có 3 vạn quân binh, chúng xâm nổi với 50 vạn quân Nguyên thiện chiến. Có ngựa quân Nguyên đã từng khét tiếng, đi tới đâu cỏ không mọc gà phải im hơi. Cho nên nay 50 vạn quân ồ ạt tiến sang, thần e sẽ ngói tan chúc chè chiêu quốc. Vậy chiêu quốc có cách gì chăng? Chi cho bằng ta tạm theo về Nguyên chúa. Theo Nguyên chúa? Nếu đã
đánh thế cờ này sẽ thua. Ta phải biết tránh voi không xấu mặt. Tâu quan gia, như vậy là quan gia phải trói mình lên ải Bắc không? Đón giặc Nguyên về dày xéo quê hương. Vương huynh nhầm rồi. Đại trưởng phu lúc tung phải tung quyền. Tung quyền à? Dạ phải. Làm như vậy Đại Việt ta mới tránh được hỏa đao binh. Mà giá tắc vẫn thái bình trăm họ. Liệt kính thiên quân thù đã ngự trị, thì triều đình khánh tướng để làm chi? Dạ thượng hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Cha đang mệt, con mời cha vào nghỉ. Dạ muôn tâu thượng hoàng. Ta tuy mệt nhưng ta đã biết tất cả. Đến nước này không thể nằm yên. Dạ muôn tâu thượng hoàng, nay chỉ còn một cách. Cách gì vậy? Dạ quan ta phải thân hành lên ải Bắc. Ta phải lên ải Bắc. Tâu quan ta ông quy cha tắc thân xin trải mặt ơi. Nếu quan gia không đi thôi, thằng lòng thôi lửa nặng chàng quan gia. Mơ sương khói đông à hào khí hồn thiêng sông núi vàng quan gia, cha như con đây bước đi. Khoan là thưa quan gia, chú xin quan gia nghĩ lại để quan khải lời phân đi chú. Đừng phụ lòng, đừng phụ lòng quỷ thác của muôn dân. Đừng để dòng tộc không đồng tâm nhất trí. Phương huynh hội nghị bình an, các vương đã đồng tâm giết đi giặc. Vậy mà quan gia giờ đây trôi tay lên ải Bắc không không đâu chú à. Phụ lòng tin của các mô lão ở riêng ấy Diên Hồng. Tâu thượng hoàng, tình thế đã khẩn cấp, xin người
kịp liệu toa không để cho quan ta gấp gấp lên đường, đừng để lửa cháy mày mới gọi. Nếu quan ta không đi thì tấm khăn tình hoàng trải biệt biến thành cát bụi, rồi đến nỗi tàn sức trẻ thăng lòng điểm thánh hóa thành cho. Hả? Dạ, tâu thượng hoàng cùng quan gia đã có hưng đạo vương từ bản kiếp lai triều, đang đợi lệnh để xin vào yết kiến ạ. Hưng đạo vương lai triều à? Dạ. Hưng đạo vương về triều mang theo binh mã hay không? Dạ không ạ. Dạ, để cho khỏi hoài nghi em sẽ ra xem thử ạ. Muốn tâu thượng hoàng cùng với quan gia, thần đoán quả không sai, hưng đạo vương về đây là để đòi lại ngai vàng. Ta biết liệu làm sao? Chú Tắc, bây giờ lo liệu thế nào? Dạ, vương huynh cứ để mặc em. Cấm vệ quân, cấm vệ quân. Dạ. Mau cẩn mật vô phòng để chờ nghe lệnh soái. Mau lên, mau lên. Dạ. Thần hưng đạo vương quốc tuấn xin kính chúc thượng hoàng quan gia vạn tuế. Hưng đạo vương tự ý bỏ về triều khi không có chiếu chiếu hay sao? Hưng đạo về đây hẳn có việc gì? Muôn tâu thượng hoàng, thần vội vã về triều cũng vì việc nước, cho nên không có chiếu chiếu tự ý lai kinh, thần cam bề đắc tội. Xin thượng hoàng thứ lỗi. Hưng đạo vương, giặc Nguyên Mông đang dập đình trước ngõ, cả triều đình không khỏi âu lo. Lại có tin rằng hưng đạo vương có ý đoạt ngôi. Huynh trưởng, nếu huynh trưởng muốn giành lại ngai vàng cho ngành trưởng kìa, thôi ấn ngọc đây xin trao lại cho anh, để non sông thoát khỏi cảnh điêu linh, để khỏi xảy tương tranh tao loạn. Anh trường nỗi nghi ngờ khiến tim ta nghẹt máu, xã tắc suy vong cũng bởi tư hiểm. Muốn tâu thượng hoàng, hôm nay thần về đây không phải để đòi lại ngai vàng, mà để cởi oán quên hờn, giết thù cứu nước. Nếu trong lòng này tà tâm phản chắc, xin quỷ thần giáng hỏa gieo tai. Muốn tâu thượng hoàng như thần đây sống khác chọn nếu đời tích đức tu nhân còn đạo cái. Lòng mê chung sáng như tôi, đôi vần nhật nguyệt thầy xét nghi soi. Lòng ta thế có đất trời, niềm chung sáng tỏ tròn đời nghĩa nhân. Huynh trưởng, anh vừa huynh trưởng em thực có lỗi với huynh trưởng, mời huynh trưởng mình thôi. Huynh trưởng ơi, cùng tàu
bẩn ông cha. Thần xin lĩnh mệnh, mời huynh trưởng an tòa. Đa tạ thượng hoàng. Thưa anh trưởng, thần anh đã hiểu thế tình của đất nước, bọn giặc Nguyên gửi tối hậu thư bắt ta phải quy hàng. Hưng đạo tôi đã biết rõ ràng, cho nên từ vạn kiếp mới lai kinh vội vã. Vậy ý anh trưởng bây giờ lo liệu thế nào? Muôn tâu thượng hoàng, đối với lũ giặc Nguyên kia, giặc tuy mạnh nhưng là phường ăn trộm, ta yếu hơn nhưng là chủ giữ nhà. Non sông của ta, dân chúng của ta, nếu tất cả đều đồng tâm đánh giặc, thì từ ngọn cỏ, bờ tre hòn đá, già trẻ gái trai đều đánh đuổi quân thù. Huynh trưởng, nhưng thế giặc lần này mạnh như vũ bão, khiến cho ta và triều đình không khỏi âu lo. Dạ, thần biết lắm. Mấy chục năm qua, xã Bắc yên bình, cho nên việc binh cơ triều đình có phần trễ nải. Nhưng muôn tâu không thể để hai vua trói mình lên biên ải, mở cổng thành đón giặc tới xâm lăng. Muôn tâu thần không sợ ta phải đối đầu với quân giặc, nhưng thần lại e mất xã Tắc vì trong hoàng tộc cháy dạ khác lòng. Hưng đạo vương nói như vậy là nghĩa làm sao? Ở đây ai ai cháy dạ khác lòng? Phải chăng là quan gia cùng với thượng hoàng? Kìa chú Tắc. Thưa Hưng đạo vương, tôi xin hỏi ai chăng chối lại cho con trước giờ nhắm mắt? Ai? Ai trong tay luôn cầm cây gậy trúc, kỷ vật trao truyền, nhắc nhở mối thù xưa? Dạ muôn tâu thượng hoàng cùng với quan gia, cây gậy trúc bịt đầu chính là hung khí đó. Thực vậy chăng huynh trưởng? Trời, thương hoàng mà cũng hỏi vậy sao? Trời, chiếc gậy trúc của cha ta để lại là thiêng ta luôn giữ bên mình. Nó đã từng theo ta muôn nẻo tử sinh. Vậy mà tay này cũng gây ra điều thù hận. Thấy đất trời cao rộng, hãy minh chứng lòng ta. Cha, tâu thượng hoàng cùng với quan gia. Anh chưa phá vô lòng con đang chăn trở vì vật nước nhà như sợi tóc treo chuông.
cha còn đôi lẽ phân vân, chọn mặt cưới vàng ai là quốc công tiết chế? Dạ thưa cha, người làm quốc công tiết chế phải được dân tin và hiểu binh cơ yếu lược, biết lấy nhân làm trước, biết lấy đức làm mưu. Ý của người là ý của muôn dân mới đủ sức chống ngăn quân giặc đó thưa cha. Hay lắm, con đã tỏ ra, nhưng người đó là ai? Dạ thưa vương huynh, nghe vương huynh ngọc thể bất an, ích tắc em có lời thăm hỏi. Dạ thưa vương huynh, bên dịch xa họ bất thường nhắc gọi, sao triều đình mình không sửa soạn lên chốn ải quan? Chú Tắc, việc đó sẽ bàn sau. Nhân tiện chú sang đây, ta muốn hỏi chú, bây giờ ai là người nắm quyền thiết chế quốc công? Dạ thưa vương huynh, chuyện đó phỏng có khó gì. Người nắm quyền thiết chế quốc công phải là Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải? Dạ đúng ạ. Xét trong đám hoàng thân không còn ai hơn cả. Mà vương huynh không tin cả em ruột mình sao? Thôi được, để ta hỏi ý Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải xem ý vương định liệu thế nào. Nói thế dạ. Đòi Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải dạ. Kìa vương huynh, dạ vội vã nghe lệnh thánh, thần nay đã đến hầu. Kìa chú Khải, đây là nội cung chứ có phải ở triều đó mà chú lễ nghi như vậy. Mời chú đứng dậy. Thiên tuế. Chú Khải. Dạ. Hôm nay ta cho mời chú và Chiêu Quốc tới đây là để bàn việc hệ trọng. Chú Khải này, phụ hoàng sinh hạ được mấy anh em trai, ta là con trưởng làm vua, còn chú và Chiêu Quốc hiện nay đang nắm quyền bính trong tay. Bây giờ đây quyền huynh thế phụ, ta muốn trao cho chú quyền tiết chế quốc công, chú nghĩ thế nào? Sao anh trao quyền tiết chế quốc công cho em á? Anh trưởng ơi, sách có câu rằng dụng nhân như dụng mộc, mà lại em này là mệnh thủy, chỉ làm tươi tốt cho cây mà thôi. Vương huynh, đây là việc quốc gia đại sự, vương huynh thủy hỏa cái gì? Tại sao vương huynh lại chối từ việc nhận quốc công tiết chế vậy vương huynh? Vậy theo ý của Chiêu Minh Vương thời, trao quyền đó cho ai? Dạ thưa anh trưởng, người có đủ tài trí để trao quyền tiết chế quốc công, đủ lòng tin của tướng sĩ ba quân, người đó phải là... Là ai vậy vương huynh? Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn à? Dạ không phải à. Hưng đạo vương. Chú Tắc, cười cái gì hả? Vương huynh, vương huynh vẫn thường chê em tin giặc, nên bây giờ em cười vương huynh, sao lại cậy thù? Dạ muốn tâu thượng hoàng cùng với quan gia, nhưng đạo vương là... Ông mối thù xưa, mưu chiếm đoạt ngai vàng xã Tắc. Vậy mà ta lại trao quyền thiết chế quốc công, thời chẳng khác chi chấp cho kia thêm vuốt thêm nành. Thưa anh trưởng, Hưng đạo vương là người tài trí, uy vọng bao trùm khắp cả ba quân một già huy trường.
tài chi tư đi sông núi, nghĩa nhân sáng giỏi chẳng ôm lòng oán cũ. Thưa Vương huynh, tôi đâu phải vì ghen tài ghét đức, mà em chỉ lo cho xã tắc non sông, lo cho ngành thư của Trần đã tới lúc cơ đồ tan vỡ. Các huynh, chắc các huynh còn nhớ lời trăng trối của thượng phụ quốc công Trần Thủ Độ đối với cha con Trần Hưng Đạo luôn phải đề phòng. An sinh vương Trần Liễu ngày xưa từng gọi binh về đòi ngôi vọng, đã muốn đâu thượng hoàng, vậy thôi trao quyền tiết chế quốc công cho chiêu binh vương Trần Quang Khải. Không, chú Tắc, dạ, chú hãy đứng dậy. Dạ, chiêu binh vương Trần Quang Khải. Dạ, nếu chẳng nhận quyền quốc công tiết chế thì chức thái sư phế bỏ từ đây. À, cha, con xin cha nghĩ lại mà. Nếu chẳng nhận quốc công tiết chế, chức thái sư phế bỏ từ đây. Anh trưởng ơi, anh trưởng còn nhớ ngày nào anh trưởng với Hưng Đạo Vương Khải này đã vào sinh ra tử, vậy mà anh vẫn không tin Trần Hưng Đạo, lại nghi Hưng Đạo Vương ăn dở hai lòng, còn bắt Khải này làm tiết chế quốc công. Vậy thời Khải tôi sẽ về Thiên Trường phủ vui nghề trải lưới đây. Không nên đâu chú ơi. Cha, khăn đi áo của bạn. Chú ơi, trước điện tiếng dập đầu thì cha lại. Không nên đâu chú ơi. Cha, em đi về Thiên Trường phủ ra khơi vào lòng cành nhàng. Xin chào Vương huynh, em về. Quan đã chú ơi, bên án dập đầu níu áo vân phô châu tỏ đôi lời. Kìa quan ra, nghe hay không là tùy chú chết con. Cơn nước lửa người bỏ đi sao đặng chú ơi, sao nỡ quay đi. Đừng lên đi quan ra, cha, cha, con chậm lạy cha, con ngan lạy cha. Cha ơi, đau xé lòng con. Cha, và thấu nhờ thử lửa gian khó tỏ đục trong. Chú Khải. Dạ. Nổi thế chuyên nổi trống đăng đàn, mời Hưng Đạo Vương cùng tướng sĩ ba phần nghe lệnh. Mời Hưng Đạo Vương. Hưng huynh, kìa chú Tắc, chú Tắc, Chiêu Quốc
để hồi chiều cấm vệ quân tương kiếm lệnh. Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn có kẻ hạ thần. Đây thanh gươm của tổ phụ đã bao đời gìn giữ núi sông, nay ta trao cho Hưng đạo vương quyền tiết chế quốc công để ngăn giặc ngoại xâm và chém bất kỳ ai kháng lệnh. Đúng vậy. Trong chớp nhoáng, vậy mà nay ta đối đầu tức là mắc mưu của chúng. Vậy ý của quốc công thiết chế bây giờ định liệu thế nào? Dạ muôn tâu, bây giờ ta hãy bỏ Thăng Long về phủ Thiên Trường rút lui để bảo toàn lực lượng. Đích tắc tôi nếu đoán không lầm, thời bỏ quốc đô cho giặc tung hoành phải chăng là mưu đồ phản nghịch? Ích tắc, ta không thể tha hơn. Bá phu ơi, vì gia tắc cúi xin người bất giận, hoàng tắc bất hòa, cơ nghiệp ắt suy vong. Dạ xin thượng hoàng và quan gia thứ lỗi.
muốn tôi hưng đạo tôi đã cân nhắc thiệt hơn, kế đã định bỏ Thăng Long cho giặc. Bọn giặc tới đây chỉ thấy vườn trống nhà không, đợi thời cơ rồi chúng ta đây. Vây gối Thăng Long chắn biển chiết lương tiêu diệt giặc, chỉ ngày một ngày hai là bọn giặc nguyên kia sẽ hết lương bệnh tật. Còn chúng ta, đức ta vẫn khỏe, lực ta vẫn thừa, lúc đó ta đây giúp hoàn quân diệt Lô Sâm Lâm. Đó là kế muôn tâu. Hỡi chư khanh, dạ. Ta chuẩn tấu kế lui binh của quốc công tiết chế. Hiền tối, tất cả triều đình rời Thăng Long về phủ Thiên Trường. Bá quân hãy nghe đây. Dạ. Triều Minh Vương Trần Quang Khải. Dạ. Vương hãy đem quân giúp văn vương giữ miền hoàn ái. Tuân lệnh. Bảo nghĩa Âu Trân binh trọng. Dạ. Đem quân thánh dực đưa hai vua lãnh đạn trở cờ. Quân lãnh y lãnh yên quân. Ba quân hãy truyền xuống muôn dân mau rời bỏ Thăng Long tức khắc, quyết không để một hạt lương cho giặc. Giặc quyền tới đây chỉ thấy vườn trống nhà không. Ra trong thời lý loạn, trông thấy sứ giặc nghênh ngang nơi điện thánh, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ. Các ngươi và ta có chịu được không? Nay giặc Pháp là kẻ thù không đội trời chung, nếu các ngươi cứ lơ là không nghĩ tới việc rửa nhục cho nước, thì ta và các ngươi có còn đứng trong trời che đất trở này không? Ôi, đất nước quân thù đang dày xéo, nghĩ tới Thăng Long nhức nhối tìm ta, điện kinh thiên giặc quấy bẩn bùn nhơ. Đèn đồng cổ bây giờ hương khói lạnh, giật quân giặc bầm gan tím ruột, xót muôn dân trong cảnh điêu linh. Quốc công, quốc công kìa, quốc công. Thiết Kiêu, có chuyện gì, chuyện gì mà hốt hoảng vậy con? Quốc công ạ, quân tiến ra
vẫn kiêng gan. Người nói rằng ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Thế rồi, dù sao thế rồi người tử tiết à. Chân Minh Trọng, Chân Minh Trọng tử tiết rồi. Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Hảo nghĩa khí hả? Bảo Nghi Hầu ơi, như ngươi là khi tiếc rằng ngời sông núi. Lòng son sáng rồi đến muộn ê thu. Trình quốc công, để cứu ra hai vua nên Ngọc Hoa. Ngọc Hoa sao vậy con? Ngọc Hoa đã bị quân thù sát hại. Hoa bị quân thù sát hại. Quốc công, Ngọc Hoa, Ngọc Hoa con ơi, đầu đến thần cha giúp con cần Bình Trọng thực xứng nêu gương sử sách.
còn mi mi bỏ chạy thật khổ đấng Nam Nhi. Không, thưa cha, con không phải là người hèn nhát, nhưng Ngọc Hoa chết đâu phải tại con. Không phải tại mi, vậy là tại ai? Dạ thưa cha, hẳn cha đã biết hai vua đã chiếm ngôi của ngành trường. Vậy mà cha còn sai Ngọc Hoa đi hộ giá hai vua. Trần Bình Trọng là con rể của Thái Tông. Không, con không thể cứu những người đã làm ông tác mà vẫn còn ôm hận đó thưa cha. Đinh Tư! Quốc công ơi! Sao? Gia tưởng nói đi! Quốc công ơi, một vạn quân trong tay Trần Kiệm đã quy hàng tướng giặc Toa Đô rồi! Trần Kiệm! Cháu ta! Hàng giặc! Quốc công ơi, Trần Ích Tắc tư thông với giặc, đem án tư dân để câu hoa. Cha lại tình. Trần Kiệm. Cha thưa cha, con là Quốc Nghiên thưa cha. Quốc Nghiên à? Dạ. Cháu, vậy là cháu ruột đầu hàng. Con trai phản phúc, Ích Tắc, hàng giặc, thiên trường lâm nguy. Vậy là tình thế đổi thay rất khác. Các con! Dạ! Các con khá lĩnh binh cơ! Dạ! Quốc Nghiên! Dạ! Con hãy thay cha giữ vạn kiếp, dưỡng quân trở xuất trận. Con xin tuân lệnh! Trả thưởng! Anh cha! Mau mau truyền lệnh các đạo quân Triệu Văn Vương học quân cùng vây phủ thằng Nghi Lòng. Xin tuân lệnh! Ý kiêu! Dạ! Bao gấp cánh rừng mang thủy đạo đợi ta vùng Nam Triệu. Xin tuân lệnh! Quân! Dạ! Ngựa! Dạ! Anh cả! Cha ơi! Để cho ta đây! Thiên trường gấp tới, đưa hai vua lánh nạn phải. Cha ơi, con xin cha đừng đi mà cha. Cha ơi, xin cha ra dừng bước cho con trẻ phân qua. Cha, quốc tán cha, tội của ngươi còn đó. Cha, này ta chưa hỏi đến. Cha, vậy ta có chi cản ngựa của ta? Cha, biết cần biết khá mau, nói rõ cha. Nào. Cha ơi, con xin cha nghĩ lại, đừng tới thiên trường. Cha ơi, cơ hội này hãy giành lại ngay vàng để ông khỏi ngậm hờn nơi chín phôi. Cha ơi. Thời cơ đã đến.
không dung thứ. Giữa cơn binh lửa sao anh con tin ta? Giặc, giặc ở đâu? Giặc chính còn nơi ta. Xin quốc công bất giận chúng con được tâu trình. Người giết con dẫu quân lệnh nghiêm minh, nhưng mà tránh sao khỏi miệng đòi chê trách. Tránh sao được miệng đòi chê trách. Quốc cảng nể lời can ngăn của gia tướng, ta tha tội chết cho ngươi. Dạ, con xin đổi ơn cha. Nhưng ta cấm ngươi từ nay không được nhắc tới chuyện đó nữa. Nếu không, đừng trách ta là ác. Dạ. Bây giờ hãy đem quân xuống ải Vân Đồn cùng Khánh Dư hợp binh giết ta. Dạ, xin tuân lệnh. Đi. Quân ngựa. Đi kiều giá tưởng. Các người khá lo tròn phấn sự, xong rồi về thiên trường báo lại ta hay. Vâng lệnh quan gia, thần đã nói hết lời, nhưng hoàng cô nào có chịu nghe, cho nên thần có mời hoàng cô sang đây. Vậy quan gia hãy hết lời khuyên bảo. Chiêu quốc ấy vào trong thu xếp, còn việc này cứ để mặc ta. Thần xin phụng chỉ. Hoàng cô ơi, sợ thế cùng chẳng nào, lòng trẻ thực xót xa. Nhưng mà cả chiều trần này, ai mà chẳng biết, ta đã đính hôn, ta đã có chồng. Hoàng cô, ta nói để quan gia biết rằng, dấu thân này tròn kiếp chịu phòng không, ta thà chết, chứ đâu chịu hiến thân cho giặc. Thưa hoàng cô, như hiện nay là tình thế thật, dầu sôi lửa bỏng. Đại Việt ta như sợi tóc treo chuông. Nay xin hoàng cô ra đi là vì nước, vì non. Kim chân giặc chờ quân cứu viện. Kim chân giặc chờ quân cứu viện. Thần thiếp xin đi. Hoàng cô, cháu xin mời hoàng cô. Kìa quan gia, xin mời hoàng cô. Buổi đêm đưa
lạy tỏ lòng phải bãi binh quy phục nguyên triều.
bằng không ta quyết ra tay làm cỏ thiên trường, chạy lên trời cũng không lối thoát. Ta mang binh sang đây đâu chỉ để kiếm thê tìm thiếp, mà bắt các người đòi chữ tha trên đầu. Bà vụ lão sửa, bà vụ ơi, trước nguy cơ nhà tan nước mắt, quý xin người hãy cứu nạn bỏ nguy. Kìa, quan gia hãy đứng lên đi, kẻo kẻ hạ thần cam bề đắc tội. Quan gia thấy đó, tướng cầu hòa là ngăn đường chúng tiến, có ai ngờ lại thúc địch ra quân. Muôn tâu đặc chưa đánh mạnh thiên trường, bởi vì còn có đạo quân vạn kiếp. Nay ta sai sứ đi nghị hòa, có khác chi mách cho lũ giặc rằng quân ta lực mỏng thế cô. Trời ơi, Chiêu quốc vương làm hỏng việc rồi. Con là vua, con là vua hay Chiêu quốc là vua? Cha, thương hoàng vạn tuế. Quốc công, ta mừng mặt quốc công, quốc công hãy bình thân. Thiên tuế. Nhưng tôn con, dạ, con làm vua phải chịu phần trọng trách. Ít tắc tính sai, ta cũng có lỗi lầm. Hưng đạo vương, dạ, ta lâm bệnh vì ta lo việc nước. Tình thế mỗi ngày một bước nguy nan, hiện nay các cánh quân đang vây phủ thiên trường. Nếu cứ thế này thì ta đành phải quy hàng quân giặc. Giặc công thế nào? Muôn tâu, nếu bệ hạ quy hàng, đây, hãy chém đầu thần trước đã. Quá phụ, huynh trưởng, mời huynh trưởng đứng lên. Ta quân, nghe lệnh ta truyền, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chư tướng, chư tướng khá sẵn sàng, quyết bảo vệ gai vàng chân chúa. Thái sư, kìa, thượng hoàng, quan gia, quan khải, hưng đạo vương, như vậy, như vậy là thế nào? Có chuyện chi về quan thái sư? Dạ thưa thượng hoàng, em được thư ý tắc bảo phải gấp gấp trở về. Quân giặc đang vây phủ bốn bề, còn hưng đạo vương thời gây nội biến để cướp ngai vàng có phải? Trời ơi, quốc công tiết chế, anh trường ơi, Khải, bỏ quan ái về đây, em thực là đắc tội. Chú Khải đứng lên đi. Tôi ích tắc vào ngay. Tôi ích tắc vào. Này, Chiêu quốc vương ích tắc đã đem cả gia quyến sang hàng giặc Nguyên rồi. Trời, ích tắc hàng quân giặc, nhục trời ơi. Quan, chú Khải, hãy bình tâm. Quân giặc Tháp đã an bài rồi. Đây là sắc phong của Thái tử Thoát Hoan, chức An Nam quốc vương cho Trần Ích Tắc. Như vậy là mấy lâu nay Ích Tắc dấp tâm bội toàn, ta thực không ngờ tay áo nuôi ông. Tắc, cha,
Thế là đổi khác. Quốc công tiếp chế. Dạ. Ngươi định liệu sao đây? Muôn tâu biết thái sư vội vã hồi chiều, bọn Toa Đô sẽ đánh ra miền Hoan Ái, còn từ Thăng Long thoát hoan sẽ xua quân tiến đánh Thiên Trường. Chúng dùng kế gọng kìm kẹp chúng ta ở giữa. Thưa bệ hạ, có phải chúng hẹn ta 3 ngày nữa? Đúng vậy. Như vậy hôm nay đã mất 1 ngày, chỉ còn 2 ngày nữa. 2 ngày. Quan gia, bây giờ ta đợi cho Toa Đô tiến quân ra Bắc, sau đó ta sẽ cử một đạo quân vòng vào phía Nam, hợp binh cùng Nhật Duật, ta đánh thọc sau lưng. Còn ở phía Bắc, tất cả các đạo quân còn lại nhất tề thẳng tiến Thăng Long, thoát hoàn sẽ trở tay không kịp, chúng sẽ hết thế hung hăng, lúc đó là quân ta sẽ tiến công. Nhưng còn triều đình, muôn tâu, triều đình không ở lại Thiên Trường được nữa. Như vậy là ý anh trưởng muốn đưa cả triều đình về an bang tạm lánh. Đúng, chú Khải đã hiểu đúng ý ta rồi. Dạ, muôn tâu, xin hai vua hãy đưa cả triều đình ra biển. Đưa triều đình ra biển. Dạ. Xin hai vua yên dạ, hãy tin vào kế sách của quốc công ạ. Hỡi vong linh tiên tổ, hãy xứng giám lòng con. Họ Trần ta khởi nghiệp từ biển Đông. Hôm nay, theo kế sách của tiết chế quốc công, con ra biển để phục hưng cơ nghiệp. Hỡi ma quân! Hãy sửa soạn chiến thuyền, đưa triều đình ra biển! Ta nói cho mà biết, ta sẽ về
ta sẽ bắt lũ vua thần về lốp dưới chân đại hạ, khoét mắt moi gan, uống ba chung rượu đến bữa ngày chiến thắng, hiểu không? Sĩ quan, dạ. Tin tức tòa đô thêm hảo. Dạ. Tòa đô đã bại trận ở cửa Hàm Tử rồi. Tòa đô. Tòa đô. Cửa Hàm Tử. Sống qua đô. Con đã vào mảnh đất Thăng Long, nhưng chỉ thấy thành không nhà trống. Ôi, cái nắng làm cháy khô da ngựa, cây mưa làm cản bước chiến chính. Bệnh dịch tràn lan, dương mắt tử thần, đến lũ ti thiếp theo con cũng vùi sâu nơi đất khách. Ơi hỡi phụ vương, võ ngựa chiến trinh mà sương mì khói, thank you.
cho nghe báo. Hôn tiêu thất lạc mà chân chẳng vững chân. Sư quan, ngươi đã cùng ta đem năm mấy vạn quân ô ạt xuống Hương Nam, chẳng lẽ trong chốc lát tan thành mây khói? Kìa thái tử ơi, hỏi phụ con trẻ vùi sâu nơi đất khách, trời ơi hóa quân rơi lạc, lẽ đâu bỏ xác trôn quê người phú vương, hãy cứu con. Thái tử, thái tử, thái tử, sao bên Trương Vương đã với anh tướng gà rỗ mạng vòng trời. Khói lửa đao binh
Thăng Long hỡi ai còn ai mất, hỡi những vong linh của những oan hồn đã khuất, hãy chứng cho lòng này muôn nỗi xót xa. Xong bổn phận, xin được lui về chốn cũ làng xưa. Kìa anh trưởng, bá phụ, muôn tâu xin triều đình cùng với hai vua hãy ban thưởng cho muôn dân tướng sĩ, hoàn thư sức dân, vì dân là cõi dễ, đó là kế lâu bền của xã Bắc non sông. Ôi quốc công tiến chế, cốt cách của người thực là vị thánh, tài đức của người làm rạng rỡ núi sông. Hỡi tướng sĩ muôn dân, nay non sông đã sạch bóng quân thù, công sức ấy của quốc công và muôn dân chăm họ, chấm ban lệnh 5 năm không thu thuế. Tướng sĩ muôn dân được hưởng công lao.